Nếu các bạn đang có ý định học về AI, hãy đảm bảo rằng bản thân mình đã trang bị những kiến thức cơ bản về ngành công nghệ thông tin. Thế còn nếu các bạn là những người đang theo đuổi, đang học những cái chuyên ngành có liên quan đến AI rồi, thì hãy chắc chắn rằng bản thân mình không vì đắm chìm vào những cái mô hình machine learning, deep learning mà bỏ qua những cái kiến thức nền tảng của ngành công nghệ thông tin. Có một vài điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình biết rằng trong những năm gần đây, ở Việt Nam, những cái chuyên ngành có liên quan đến AI, ví dụ như là data science, machine learning hay là deep learning đang trở nên vô cùng hot và thu hút được rất nhiều bạn trẻ theo học hàng năm. Nhưng mình mong các bạn nhớ một điều, trước khi các bạn muốn trở thành một data scientist, một kỹ sư AI hay đại loại như vậy, các bạn cần phải là một ITer, một dân IT cái đã. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là các bạn cần phải nắm được những cái kiến thức cơ bản về ngành công nghệ thông tin. Vì sao mình nói như vậy? Thông qua cái quá trình dạy những cái lớp học online về AI, data science, machine learning cũng như là deep learning trong suốt hơn một năm vừa qua, mình nhận thấy một cái thực trạng rất là phổ biến, đó là có rất nhiều bạn sinh viên IT nhưng lại bị hỏng mất những cái kiến thức cơ bản về chuyên ngành của chúng ta. Về nguyên nhân thì mình đoán là có hai lý do chính. Lý do thứ nhất đó là thông thường thì các môn học về AI nó sẽ thú vị hơn so với những cái môn học đại cương, những cái môn học cơ sở ngành. Lý do thứ hai đó là những cái môn học đại cương và cơ sở ngành thường thì các bạn chỉ học đối phó, học cho qua môn thôi, chứ cũng ít ai các bạn học, các bạn tìm hiểu cho thật chắc những cái môn học này. Nhưng các bạn tin mình đi, những cái kiến thức cơ bản về những cái môn học như là xác suất thống kê, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, kiến trúc máy tính, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, nó rất là quan trọng cho các bạn trong cái quá trình các bạn đi làm sau này, bất kể các bạn có làm về AI hay về bất kỳ một cái mảng con nào khác của công nghệ thông tin. Để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ lấy ra 5 ví dụ về những cái task mà mình đã làm từ trước cho đến giờ trong cái quá trình mình đi làm, trải qua những cái vị trí khác nhau như là Data Scientist, Machine Learning Engineer hay là hiện tại là AI Engineer. Ví dụ thứ nhất, dành cho những bạn nào có cái định hướng theo mảng Computer Vision hay là thị giác máy tính giống như mình. Trong quá trình các bạn sử dụng những cái mô hình Deep Learning, ví dụ như là Object Detection hay là Object Tracking để có thể xử lý những cái dữ liệu đầu vào, thì cái kết quả đầu ra của những cái mô hình này thường sẽ cần phải trải qua một vài những cái bước post-processing hay là hậu xử lý để có thể cho ra được kết quả cuối cùng, hoặc là được sử dụng như là input đầu vào cho những cái module tiếp theo. Các cái bước hậu xử lý này sẽ yêu cầu các bạn có những cái kiến thức cơ bản về thuật toán, ví dụ như những cái thuật toán tìm đường link ngắn nhất, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng hay là thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Đây đều là những cái kiến thức mà các bạn sẽ được trang bị thông qua môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật, một trong số những cái môn có thể được coi là signature của sinh viên IT. Ví dụ thứ hai, nếu các bạn là những end user hay là những người dùng cuối thì Windows là hệ điều hành phổ biến và tiện dụng nhất. Đây là điều mà không có gì phải bàn cãi cả. Thế nhưng nếu các bạn là những lập trình viên nói chung hay là những kỹ sư AI nói riêng thì các cái hệ điều hành mã nguồn mở mà đại diện tiêu biểu nhất là Ubuntu mới là chân ái. Nói riêng về AI nhé, nếu các bạn đang học về Deep Learning thì một trong số những cái task, những cái công việc rất là thú vị mà các bạn sẽ được học hay là làm đó là huấn luyện những cái mô hình Neural Network. Với những cái mô hình Neural Network nhầm môn, bé bé xinh xinh thì không sao, nhưng với những mô hình Neural Network lớn, mà thật ra sau này khi mà các bạn đi làm, các bạn sẽ đều sử dụng những cái mô hình từ lớn cho đến rất lớn mà thôi, thì nhìn chung các bạn sẽ không thể nào các bạn có thể huấn luyện hay là chạy nó trên PC hay là laptop cá nhân của các bạn, mà các bạn sẽ cần phải sử dụng đến những cái server, ví dụ như là AWS của Amazon, Azure của Microsoft hay là Cloud của Google. Để có thể truy cập và sử dụng những cái server này, các bạn sẽ cần thành thạo với việc làm việc trên các terminal là đặc sản của các hệ điều hành mã nguồn mở. Sẽ không có chuyện các bạn có thể TeamViewer hay là UltraView đến những cái server này rồi các bạn sử dụng nó thông qua UI đâu các bạn nhé. Nếu các bạn đang theo học những cái chuyên ngành về công nghệ thông tin của các trường cao đẳng cũng như đại học, các bạn sẽ có một cái môn học tên là hệ điều hành mã nguồn mở hoặc là Linux tùy cách từng trường đặt tên. Các bạn tìm hình đi, đây là một môn học cực kỳ hữu dụng cho những bạn nào muốn làm về IT nói chung cũng như là về AI nói riêng. Đấy là mình còn chưa nói về Docker đúng không các bạn? Hầu hết những cái Docker image về AI ấy là đều chạy trên Ubuntu các bạn nhé. Ví dụ thứ ba, một kiến thức rất là cơ bản về công nghệ thông tin nhưng mà mình thấy là trong quá trình mình dạy học có rất nhiều bạn các bạn bị hỏng về cái kiến thức này mặc dù là các bạn ấy là sinh viên IT, đó là những cái kiến thức về cấu trúc thư mục, ví dụ là thư mục cha, thư mục con, thư mục gốc cũng như là những cái đường dẫn tương đối, đường dẫn tuyệt đối. Những kiến thức này tuy là đơn giản và cơ bản nhưng nó lại vô cùng cần thiết khi các bạn làm về AI. Thiết lập đường dẫn đến dataset như thế nào, thiết lập đường dẫn đến mô hình như thế nào, khi nào thì nên sử dụng đường dẫn tương đối, khi nào thì nên sử dụng đường dẫn tuyệt đối để khi các bạn share code hay là xa hơn là các bạn triển khai những code bạn trên những cái server thì các bạn không cần phải thiết lập lại đường dẫn. Đây đều là những cái kiến thức mà các bạn sẽ được học thông qua môn hệ điều hành. Lại nói về việc huấn luyện các cái mô hình AI, như mình vừa mới nói thì ít khi nào chúng ta sử dụng những cái máy tính cá nhân của chúng ta để huấn luyện các cái mô hình AI mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến những cái server, những cái máy ảo có sức tuyển nó mạnh mẽ. Để có thể truy cập được vào những cái server, những cái máy ảo này thì các bạn sẽ cần phải thiết lập và chia sẻ những cái public key hay là khóa công khai của máy tính cá nhân của các bạn.
Nếu các bạn muốn biết public key là gì hay là vì sao khi mà các bạn chia sẻ cái public key của các bạn với những cái server, với những cái máy ảo thì các bạn lại có thể truy cập được vào chúng, thì những cái môn học như là mạng máy tính hay là an ninh mạng sẽ cung cấp cho các bạn câu trả lời. Một trong số những cái hướng đi mà có rất nhiều bạn học về AI lựa chọn đó là trở thành một data scientist. Bản thân mình trước khi trở thành một AI engineer như hiện tại thì mình cũng đã có 3 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp làm data scientist ở một vài những công ty khác nhau. Để có thể trở thành một data scientist thì các bạn sẽ cần nắm rất là chắc những kiến thức về xác suất để có thể hiểu được cách mà các cái kiểu dữ liệu khác nhau được tiền xử lý cũng như là cách mà các cái mô hình AI nó đưa ra dự đoán. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ cần phải trang bị những cái kiến thức về hypothesis testing hay là kiểm định giả thuyết. Để có thể hiểu được cách mà các cái kiểm định giả thuyết được tiến hành thì các bạn sẽ cần phải có những kiến thức về mảng thống kê. Và đây là lúc mà môn xác suất thống kê, môn học mà các bạn được học ở trong những năm đại cương đầu tiên phát huy tác dụng. Mình đã làm về AI hơn 7 năm nay rồi. Thời lượng công việc hàng ngày của mình thực sự có liên quan đến AI, nó chỉ chiếm không đến 40%. Hơn 60% khối lượng công việc còn lại của mình, nếu mình không có những cái kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, hệ điều hành, kiến trúc máy tính thì mình sẽ không thể nào mà mình hoàn thành được. Mình đã từng tiếp xúc với một vài những bạn sinh viên IT năm 3, năm 4, thậm chí là sắp tốt nghiệp, nhưng các bạn ấy hoàn toàn các bạn ấy không có bất kỳ một kiến thức cơ bản nào về IT mà các bạn ấy chỉ biết mỗi về AI mà thôi. Như thế là hoàn toàn không ổn một chút nào. Nhà phải được xây từ móng, chứ không thể nào mà chỉ ốp mỗi cái mái tôn mà xong. Nếu các bạn coi AI là căn nhà mà các bạn muốn xây, thì IT chính là cái móng của căn nhà đó. Cách các bạn xây móng nhà, nó sẽ quyết định xem là căn nhà của bạn nó có vững chãi hay không. Vậy là trong video này, mình đã chia sẻ với bạn quan điểm cá nhân của mình về mối quan hệ giữa AI và IT, cũng như là lý do vì sao mà các bạn nên học IT trước khi các bạn học AI. Mình hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho những bạn nào mà đang học về AI hoặc có ý định sẽ học về AI trong tương lai sẽ có được một cái sự chuẩn bị tốt hơn cho cái con đường sắp tới của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là hiện tại bọn mình đang có những cái khóa học online về những cái topic như là Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Python từ cơ bản cho đến nâng cao. Ngoài ra thì bọn mình cũng có những cái khóa học chuyên sâu về những cái chủ đề như là Computer Vision cũng như là NLP. Mỗi khóa của bọn mình sẽ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi và full lộ trình của bọn mình cho các bạn học từ lúc các bạn chưa hề biết gì về AI cho lúc các bạn có thể trở thành một Data Scientist hay là một Machine Learning Engineer. Nó sẽ kéo dài khoảng 6 khóa, có nghĩa là các bạn sẽ cần khoảng 9 cho đến 10 tháng để các bạn có thể hoàn thành full lộ trình của bọn mình. Tất cả các khóa học sẽ đều được diễn ra dưới hình thức học online, được trực tiếp giảng dạy bởi mình và em trai mình cũng là một cựu du học sinh ở Đức. Nếu các bạn có quan tâm đến các cái khóa học của bọn mình thì các bạn có thể liên lạc với bọn mình qua cái số Zalo mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể liên lạc với bọn mình qua fanpage trên Facebook của bọn mình. Cả số Zalo và fanpage Facebook mình sẽ đều để link ở dưới phần mô tả của video này.